Quán ăn này ngon tới độ khách hàng phải đánh nhau để giành chỗ vào trước. Đúng giờ mà cửa thực khách ào vào như ông vỡ tổ, người đầu bếp này mới bắc cái bếp lên họ đã như fan cuồng gặp idol. Nếm thử miếng thịt thì như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, mềm mịn như da em bé của mấy em đào tơ vậy. Làm gì có ai có thể cưỡng nổi thứ mỹ vị nhân gian này. Mình nhắc trước đang đói thì tranh thủ ăn đi nhé, không xem xong phim lại chảy miệng toàn nước miếng. Chàng ta chính là một vị thần ở tiên giới, vì muốn trở thành ngự chủ thần mà lỡ đắc tội lớn, tưởng rằng đã dâng lên món ngon độc đáo ứng tuyển với Ngọc Hoàng, không ngờ món ăn tuy làm cho tam giới phải kinh ngạc nhưng lại bị thừa ra một vị. Ngọc Hoàng thấy anh ta không biết đây là gì bèn sai người ném xuống trần gian, cứ như thế theo thạch thần mà hạ phàm làm thường dân cho tới khi biết mới được trở về. Không ngờ chỉ 20 năm sau đã thành danh, ngày nào cũng có hàng tá những cặp đào chờ được thịt, ăn nhầm là chờ được ăn đứng đợi món. Từ trong đường mặc bước ra dưới niềm vui sướng của mọi người, anh Trầm điếu thuốc mời vị sư phụ quá cố một hơi, phía đối diện cũng là một tiệm mì của hai tên đối thủ đầu bờm, một tên có râu một tên đeo kính. Bên này thì Đường Mặc xách chảo ra múa lửa dưới dầu cho đều, đôi tay nhanh như gió vừa thái thịt vừa trụng bánh phở, tới cả nguyên liệu thêm vào cũng như một bức tranh vẽ tuyệt đẹp, chỉ tiếc là phở khô thế này thiếu nước kali quá. Mỗi ngày anh chỉ bán 20 phần chứ chưa ai thấy được phần thứ 21, trừ khi người đó trả 5 tỷ thì được, nhưng kẻ điên nào lại có thể trả chừng đó tiền cho một tô đồ ăn. Thế mà người đàn ông này lại chấp nhận chi tiền chỉ vì thấy thức ăn hai bên đường quá khác biệt đẳng cấp. Tô đồ ăn vừa đặt xuống bàn, hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút khói, lão gắp một miếng thịt bò từ từ đưa lưỡi ra đón lấy rồi đột nhiên thăng hoa. Miếng thịt mềm như da mấy em gậy nhìn một cái thôi là đã muốn cắn rồi, mùi hương này cái vị này cứ như một thiếu nữ đôi mươi của nhà ẩm thực Duy Nến. Sau khi thưởng thức món ăn thì ông ta biết mình đã tìm đúng người, lão đưa cho cậu một túi đồ bảo trong đó là 5 tỷ và dặn rằng dựa theo thứ tự mở từng cái một, cái đầu tiên sẽ chỉ đường mặt tới nơi mình cần đến, còn hai cái kia khi nào nguy cấp nhất hãy mở ra. Đột nhiên Đường Mặc nhớ đến lời dặn của sư phụ trước khi lâm chung cũng đã từng nhắc đến, sẽ có người mang 3 chiếc cẩm nang đến tìm mình, quay lại thì ông lão đã đi đâu mất, chỉ còn lại hai thanh niên quán đối diện thấy sang bắt quàng làm họ đòi sống chết đi theo. Mở chiếc cẩm nang đầu tiên xuất hiện một tấm thẻ cũng có ghi tập đoàn ẩm thực Đường Thị. Khắp nơi đều đang bàn tán về việc ai sẽ kế thừa gia sản của ông chủ đoàn mệnh này. Đường Mặc cùng hai anh em cũng đã đến trước cửa Đường Thị, mồm lông móc từ ngã ba cây dừa ra một quả pháo dặn có biến đốt lên là họ sẽ được cứu. Cả ba xông vào trong tạo thế khá ngầu nhưng mới hỏi có một câu đã bị người ta vây đánh, vì tiền của mình mà mồm lông xông lên trước bảo kê bị một đám áo đen bu vào đập, nhưng không ngờ anh ta cũng có chút bản lĩnh bật dậy trả đòn, đỡ rồi đấm đỡ rồi chặt hết mổ rồi đá. Bọn người áo đen thấy tên này khó xơi liền đổi đối tượng sang Đường Mặc và bốn mắt, nam chính dùng chảo đỡ đòn rồi dùng tay bóp cổ một tên, gã quản gia thấy anh có hình bông sen trên lưỡi thì phát hiện ra đây chính là người mà mình đã tìm kiếm bấy lâu. Gã liền gọi tiếp viện để bắt lấy bọn họ, mồm lông thấy biến liền lao tới giúp cho Đường Mặc bóp chi một thằng lôi ra, còn đá luôn tên còn lại khiến cả hai kéo nhau bỏ trốn, nhưng lúc này chi viện áo đen đã đến bu vào hỗn chiến cứ như tuyệt đỉnh cung phu có cái khác là thay dìu bằng súng trích điện. Mồm lông hưởng trước giật giật mấy phát rồi ngã xuống. Rồi đến lượt Đường Mặc thì ăn hẳn hai cây cũng đo sàn, nãy giờ không thấy bốn mắt tham gia thì ra là ngủ trong rừng nhưng vẫn bị phát hiện ăn nốt súng điện cho đủ bộ. Khi tỉnh dậy Đường Mặc thấy trước mặt mình là một ông già tóc bạc đang nằm thở oxy, bỗng khi nghe thấy tên cậu thì như được bắt sức mạnh bật dậy tức khắc, hóa ra đây là cha cậu cũng vì năm xưa tin lời tên thầy bói bảo sinh cùng thiên thạch rơi là đại họa. Ông ta bèn đứt ruột mang cậu giao lại cho bạn mình là người bí ẩn kia, nhưng cũng vì sợ trẻ con mà lại giao lại cho sư phụ của cậu nuôi hộ. Trước khi chút hơi thở cuối cùng ông đã giao lại cho cậu tập đoàn 5 tỷ nhưng với một điều kiện, cậu phải chiến thắng cuộc thi thần ăn mới có tư cách thừa kế toàn bộ tài sản. Vừa dứt câu ông đã chết ngay lập tức, trong đám tang có rất nhiều món ngon vật lạ được dâng lên cúng bái. Tới phần giới thiệu tân chủ tịch thì mọi người lại phản đối, nếu thật sự có tài thì Đường Mặc phải chiến thắng 4 đầu bếp chứ danh của Đường Thị, bằng không cuốn gói cút xéo ngay lập tức, thích thì chiều nên anh lần lượt nếm từng món ăn trên bàn rồi chê bai họ nấu tệ. Đầu tiên là gã đầu bếp người Nhật dùng nước suối để ngâm dao mà lại không phải nước của Hokkaido mà là nước của núi Fuji. Cô gái người Hàn thay vì dùng nhân sâm 20cm thì lại dùng củ chỉ có 13cm nên bị chê. Còn anh giai Mông Cổ thì hầm canh thiếu mất 3 phút, thời gian mở nắp lại sớm 8 giây. Cuối cùng là đầu bếp Hồng Kông 3 Sao Mi Chelin, anh ta dùng miếng thịt của con bò đực trên dưới 3 tuổi ở Thảo Nguyên Pampa. Đêm trước khi mổ thì không được cho ăn uống nên chất lượng của miếng thịt bị ít đi một phần. Tất cả đều do chiếc lưỡi trời cho của cậu nhạy bén hơn người thường gấp 100 lần nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đường Mặc cần phải biết cả nấu ăn ngon, chẳng lẽ lại là phở xào bò hay sao, không anh làm món mà cha mình thích nhất khi còn sống. Tất cả mọi người đều né sang một bên coi anh thể hiện. Chỉ với vào đường cơ bản từ một bát cơm trắng vô hồn đã biến thành một kiệt tác, bức tranh họa thủy chia ly từ biệt người cha đã được anh tạo ra, chỉ mới ăn một miếng họ đã tự khóc lóc nhận thua bái anh là sư phụ. Những người khác tưởng bị lừa tiến lại thử nhưng lại như đang thấy cùng chủ tịch quá cố quay về năm xưa kết nghĩa vườn đào giống huynh đệ Lưu Bị, nhưng không được bao lâu lại phải nói lời chia xa.
Vậy là cuối cùng nam chính đường đường trở thành tân chủ tịch mới dưới vài người trên hàng vạn người. Sự kiện này cũng được chiếu trên TV và đối thủ của họ chính là tập đoàn ẩm thực Thực Phi Tiên cũng đã biết tin, chúng muốn dùng mưu mẹo để chặn đường của phía nam chính. Anh em ở lại mở đường máu cho Đường Mặc chạy thoát nhưng lại có một tên còn sống, hắn ta lao tới đánh liên tục cũng may là anh có cái chảo để phòng thân. Nam chính cố chạy trốn và vấp té ngã rơi vào thế bí, lúc này chính là Đường Cùng, cậu mở chiếc cẩm nang thứ hai có một mini map chỉ dẫn tìm đến thôn Ngũ Vị, vừa ngước lên nhìn bảng đã bị người ta đánh ngất rồi treo lên. Người ở dưới cứ bắt cậu khai ra làm sao tìm được chỗ này mà Đường Mặc lại bị bịt mồm khai thế méo nào được, vừa thả xuống thì lại đổi ý treo cậu lên lại làm vài tu như thế đột nhiên dây thừng đứt thế là ngất miệng luôn. Khi tỉnh dậy cậu ngồi cạnh Tiết sư phụ cũng chính là người đứng đầu thôn này. Sau khi biết cậu là ai thì ông ấy bắt cậu phải học tuyệt kỹ của từng nhà để chuẩn bị đi thi. Đường Mặc nhất quyết muốn rời khỏi thôn cho dù là trèo hay băng núi đều không được. Cuối cùng cậu nhớ đến quả pháo mà mồm lông đã đưa rồi bắn lên trời, mọi người không biết lại nghĩ là cậu ta đang diễn trò. Không ngờ tín hiệu này lại khiến cho những người ngoài kia tìm được vị trí của thôn Ngũ Vị. Lúc này Tiết sư phụ đánh cược với Đường Mặc nếu cậu nếm ra được món ăn do ông làm thì sẽ lập tức thả người. Còn nếu như không được sẽ phải để cho ông huấn luyện cậu và kết quả là thua vì đoán thừa một vị. Tôi đến cô gái câm đến an ủi nhưng vì thua nên nhất thời lớn tiếng khiến cô bỏ đi. Hóa ra cô bé bị câm là do vì 20 năm trước thiên thạch rơi xuống mà sợ hãi quá độ dẫn đến mất giọng. Cha của cô cũng vì làm ra cái chảo của anh mà hao tổn hết nguyên khí. Trong lúc nam chính còn say giấc thì thực quỷ đã thức tỉnh, Tiết sư phụ đến giao cho cậu một nhiệm vụ là học 6 đại cao nhân, mỗi người một món. Đường Mặc lén lút đi học lỏm từng người nhưng đến nhà nào thì bị nhà đó đánh cho nhiều tử từ chối tiếp khách, ông cái đầu máu về tập thái cực quyền với Tiết sư phụ rồi luyện gắp đậu trên không. Hôm sau Đường Mặc lén trộm được một hũ ớt xay măng về để nếm thử hòng xem có gì đặc sắc để học hay không, nhưng khi cả hai thử xong thì thay nhau bắn pháo bông, vì ai cũng đổi học qua cách nghe lén mọi người, ấy vậy mà cũng tiến bộ. Vào một đêm có sao không chăng, Tiết sư phụ đã tiết lộ với Đường Mặc rằng mình đã thua thực quỷ, giống như cậu suốt bao năm qua luôn thừa một vị mà không đoán ra được. Sau khi biết chuyện nam chính nhất quyết muốn rời đi vì cho rằng ông đã lừa mình, nhưng ra đến cửa cậu mới biết được thì ra mọi người ở đây ngay từ đầu đã muốn giúp. Trong căn nhà mà Đường Mặc ngủ chứa đầy hương liệu với hơn ngàn loại gia vị nó sẽ giúp nâng cao độ nhạy thứ giác. Gắp đậu là để luyện thị lực nhanh nhạy, nghe lén cao thủ nấu ăn là khiến thính giác cậu nhạy bén. Mọi người đánh cậu thật ra là để đả thông kinh mạch, còn luyện thái cực chính là điều chỉnh hơi thở. Trước khi rời đi lục đại cao thủ tặng cho Đường Mặc một thực đơn đặc biệt gồm 5 món tuyệt đỉnh thần bếp. Tiết sư phụ muốn cậu thống nhất ẩm thực trong thiên hạ thì mới có thể thống nhất giang sơn, họ ăn mừng trước khi chia tay, nàng câm kéo cậu ra ngoài tặng cho một chiếc thìa nhỏ, hóa ra cô đã dùng hết tâm huyết làm nó từ mảnh chảo vỡ nhưng cậu trả lại vì mình không xứng đáng. Lúc này trước cửa thôn từ đâu xuất hiện một nhóm áo đen đeo mặt nạ cầm búa xông vào muốn tìm Đường Mặc, tất cả mọi người đều cố gắng kháng cự nhưng chỉ được trong chốc lát đã bị hạ cả. Đường Mặc cũng đã bị tìm thấy, cô gái câm cũng bị một búa vào đầu, tuy bị thương nặng nhưng tay vẫn nắm chặt cái món quà kia. Đúng lúc này có đồng đội của anh cũng đã tới mang theo 2 cây súng điện tới giật cho khô người mấy tên áo đen. Đường Mặc vô thức lao đi mang theo cô gái câm vào bệnh viện, các vị sư phụ cũng đã không thể kháng cự nổi nữa mà ngã xuống. Giờ thi đấu cũng sắp tới, giám khảo đang chuẩn bị tước quyền thi đấu thì nam chính có mặt, họ sẽ phải đấu bằng nguyên liệu mà ban tổ chức đưa ra. Đột nhiên Đường Mặc cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thì ra lúc thay đồ tên quản gia đã ấn huyệt phong bế vị giác và khứu giác của cậu ta. Lúc này người đàn ông đưa cẩm nang cho Đường Mặc cũng xuất hiện với tư cách là chủ tịch danh dự mà bắt tên quản gia lại. MC lại cho tiếp tục cuộc thi đấu, Đường Mặc quyết định trận này không cần đến ngũ quan của mình mà chỉ dùng trái tim để nấu ăn, thực quỷ cũng tự phong bế huyệt đạo để thi đấu công bằng. Cả hai đều bước vào cảnh tượng thi đấu nơi mà khi hai cao thủ thật sự chạm trán sẽ xuất hiện, phía bên ngoài thì thực chất là cả hai đang đứng yên, hai người cùng lấy cá trong một bức tranh sau đó sơ chế, động tác của cả hai hầu như gần giống nhau. Họ dùng khí công để thổi lửa nấu ăn, các gia vị bắt đầu được lấy ra, quyền cước cứ thế tung tới trước, kẻ đỡ người đánh ngang tài ngang sức, đấu xong lại biến ra chiến khí hóa hình liên tục ra đòn. Thực quỷ dồn hết khí lực bay lên chém mạnh lần nữa nhưng kết quả vẫn là ngang nhau, lúc này cả hai đình chiến và tự lấy cho mình nguyên liệu cần thiết, cuối giờ thực quỷ cho vào nồi một gia vị khiến nồi của anh ta chuyển sang màu đen. Hết giờ hắn dưới sốt lên cá hoàn thành món ăn của mình. Khi Đường Mặc nếm thử thì thấy bản thân rơi vào một chiến trường và mình chính là nghịch tặc, cảm giác rất thê lương và tự đưa kiếm lên quên sinh cuộc đời. Ngỡ như phần thắng nằm trong tay thực quỷ nhưng bất ngờ Đường Mặc nhớ lại cẩm nang thứ 3 ghi một chữ vô và món ăn của anh luôn thừa một vị chính là dục. Tiết sư phụ thua vì ông ấy đã thừa một vị chính là bận lòng và vì ông ấy quá muốn chiến thắng. Cái tôi quá cao khiến món ăn có vài phần níu kéo, mà thực thần đích thực không chỉ cần tim vô lo mà cần phải trong lòng không có cái tôi. Vừa nói Đường Mặc vừa dưới sốt lên cá tặng cho đối thủ của mình món thiên hạ vô ngã, lúc này khi thực quỷ nếm thử món ăn, cảnh tượng chiến trường lại xuất hiện sau khi Đường Mặc tự tử, Phật tổ xuất hiện khiến tất cả đều hóa thành hư vô dần dần tan biến.
Hai người cuối cùng cũng đã tỉnh lại và tháo khăn bịt mắt. Thực quỷ thẳng thắn nhận thua bái phục nam chính. Ca phẫu thuật của cô gái câm cũng đã thành công. Vô tình đả thông kinh mạch giúp nàng ta có thể nói lại bình thường. Anh không trở về thiên đình mà ở lại sống một đời an nhiên với người mà mình yêu.